Yo, what the Chỗ nào mà rách thế? Sắp đến Noel rồi mà vẫn còn trang trí Halloween nữa. Nhà này sống theo lịch âm à? fuck? Ơ cái bảng gì đây? Bruh. Nhà ông thầy búi. Ê thôi chết, quên mất là mình đang đi đến nhà thầy búi để xem bói anh em ạ. Thế chắc phải vào thôi anh em ạ. Mà công nhận nhà này phong thủy lạ thật. Nhà tối thế. Ui mẹ cái thằng. Ơ thầy có phải là thầy búi móc trong túi thấy mùi thối ở trong túi Akushikula Tokuda không ạ? Lão, ai nói với ngươi như thế hả? Mà ta cũng thấy ngươi còn tổ chức làm thơ chứ. Mà ngươi đến đây để xem bói hay để con rồi để là đâm sự về à? Không, con chỉ đến đây để xem bói cho thầy ạ. Vậy ngươi muốn xem cái gì? Dạ, con muốn xem con đường sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, thành công, sức khỏe, nước chảy đá mòn, tiền vào như nước trong mùa chảy ra. Và tiền tài thì phải là tiền án nha thầy. Ôi trời ơi. Ôi rồi, thế con cứ ngồi im đấy, đợi tí tao qua lại nhá. Ồ, thế nhà mình không có ghế hả thầy? Ê, ngồi, Ồ, ê, ê. ôi, sao đến mày chắc À, ngồi, cảm ơn, cảm ơn. nhầm ghế chưa? A few moments later. Người ta cũng làm cố rồi nha. À mà con đuôi em đuôi rồi ok mà nó xuống đây nha. Bành trướng lãnh địa thầy cũng thầy pháp ta giờ ra thấy rồi. Con sẽ phải trải qua một nạn đói content kinh khủng như các YouTuber khác. Thế giờ cũng phải làm sao hả thầy? Giờ con hãy cầm cuốn sổ đỏ này đi. Nó có thứ sẽ giúp con đó. Ồ, con cảm ơn nha thầy. Thì con đi luôn nha thầy. Cũng cảm ơn thầy nhiều nha. Thằng kia, con chạy à? Thằng kia, Lúc nào nhiều view con quay trả tiền thầy nhá. Đứng lại, Và nhờ sự giúp đỡ của thầy Bùi, chúng đã lập ra một cái event trong server Discord cho anh em vẽ pack theo chủ đề Noel. Và ai vẽ được đẹp nhất sẽ được 50.000. Oh shit. Và đó chính là intro video của ngày hôm nay của chúng ta. Thì hôm nay chúng sẽ chơi hai con bách của hai người trong server Discord của chúng làm. Ok. Và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thêm video lớn hơn nhá. Ok, thank you anh em. Và chúc anh em có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha anh em ơi. Bye bye. Gameplay. Yo, what's up, Nick? Ê, tập trung ai, tập trung ai. Ok anh em, hôm nay thực sự là một cái gì đấy gọi là chẳng mấy khi YouTube bọn tôi xuất hiện trên một cái vid video này của Jun. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Bách Noel nhá. Yeah. Ê, chú này. Mấy bạn có nghỉ không nhỉ? Cả bác hết rồi, cả bác hết rồi. Ok nha, mình sẽ đánh giá bác nha. Ok nha, cả bác là như một cái bác bình thường. Ok nha, mặc cái đồ xung tan nha. Ok nha. Má cái nút W của chú bị gì vậy? Ôi giấy cơ mình. Ui. Mày có biết là con đang đóng quảng cáo cho người ta không? Đi chun. Ôi thằng Ren nó lấy. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Có biết tôi là đâu là Ren nữa. Em coming. Yo, what coming? Xuống luôn anh à, xuống luôn anh hiểu. Ủa ơi, xuống đây có bắt nữa. Ok, bắt đẹp rồi. Ê, mày bắt đâu nè. Mày bắt đâu nè. À. Yo. Gì vậy? Tôi giết được, tôi giết được. Ê, thì cái kết. Nè. Kimochi. Rớt luôn rồi. Thằng ôi. Về luôn hiếu ơi, vô luôn hiếu ơi. Xuống con bắt hiếu ơi. Vô luôn. Vô luôn. Ui ôi, ui ôi. Chiến máu. Rồi vô cái chương trình. Anh chờ. Ui. Ai chờ. Mình win hay sao nó bị loại kìa, mình win hay sao nó bị loại kìa.
Kimochi lần đầu tiên. No. Đánh giá thì the back. Bác đứa nào làm ấy? Lần đầu tiên gặp Jun Fake trong back. Yo, what? Theo. Mẹ thì cái quả sợi infect mua đồ. Ching. Đâm đi Jun đằng sau. Ok nào. Ngay. Ôi, oh shit. I'm so stupid. 10 điểm. Ông kiểu hô hô hô. Đây chun chun lại mang cúp đến rồi, chun lại mang cúp này. Anh em chưa mang theo cây cúp thành long. Hay quá. Hay quá. Hay quá anh ơi. Mai ai đu đi đi. Mấy hộp ăn. TVD. Ôi. Nào, hiếu chết hết rồi. À đây là vị trí của Jun ạ. Vâng, Jun là ai chứ kiểu. I see. Chun đến này, chun đến này, chun đến. Chun năm bộ sợi, chun năm bộ sợi. KVD. Từ chép ông ơi. Uchechecha. Ông đập đi, ông đập đi, ông đập đi, ông đập đi. Vâng, điều vị trí của Chun. Vâng, Chun. Mười điểm. Phi kỳ cái bò bắn chuẩn đi. Ê thì nó còn nó bắn chuẩn, nó bắn chuẩn hơn sao hồi năm trước. Ai kia đang lơ lửng. Nó bật chít đấy. Hả? Chít lag ấy, chít lag. Ui, chít lag. Đây đây đây. Ken. Vào đây Ken. Chít lag ấy. Nó kiểu. Ok, chúng ta đổi bách. Yeah. Chơi 4 trận, chắc chơi 4 trận. Uchimeoshimi. Oh my god. Có khi nào? Ở nơi nào đó? Hà Nội sẽ có sóng thần. What? Mấy ông biết tại sao con trâu phải làm việc trong khi con bò lại không không? Tại sao? Không. Vì da con trâu màu đen. Very dark. Very very dark. Đập bây ơ, chị bên Simi á đây em ạ. Chị bên Simi bắn đàn em. Chị bên Simi à? Em đã xem video mới của chị chưa? Cái gì vậy? Chú mới biết là tại sao máy tôi có thể chịu được. Ui ôi, đẹp thế. Ôi cái giường này anh em, ra nhìn cái giường này, look the back. Không. Bú ơi, anh ơi. Red bow. Willy. Willy. Đánh không được, gọi anh em này. Ê chung. Hàng vãi. Ok, chúng còn hai team thì chơi cái gì? Nhá kìa. Cái gì? Nó bị lỗi tiếng luôn à. Hay là bị lỗi tiếng. Kẹt đờm, kẹt ớt, invite kìa. À, tôi không ổn, nó không ổn. Yo, what? Birdy, Achichi, Uchika, Chichichi, Uchiki. What? Chichi. Ai? What?
chung 10 con gái theo. Đấy. Hiểu hả? Đúng rồi. Chi chi chu chu. Ê, ta đập cho, ta đập cho. Ồ, hay quý. Chùm quá. Chú ăn táo rồi, chú ăn táo cơ. Rẹt. À, ta tao rồi ạ. Cứu thầy. Rẹt cứu thầy. Cứu thầy. Lên lên lên. Chú nào xong rồi chứ. Cứu ơi, táo vô. Rẹt. Mày cứu đâu? Hai hai hai. Cứu được, cứu được, cứu được. Rẹt, 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 rẹt. Chạy 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 ông ơi, chuột. Nó là ok. Ôi, ba bị lỗi nút rồi. Xong rồi hết content rồi. Bị lỗi nút rồi. Tự sát đi. Ai bố kìa. Ai à, ai chưa. Ai à, P5. Ai chưa. Hiếu có mặt. Vâng, tao chưa, ai chưa. Một đồ brick được các kiểu. Ai à, ai à, ai à, cáo ấy. Kiểu. Thôi. Cái này. Cái gì? Cái gì? Cái gì đây? Ngon lắm. Freaky quá. Yes. Yes. What the fuck? Bro, let me cook. Oh. Của thầy. Thầy hiện mặt rồi. Cái gì? Tôi nhưng mà tôi ở dưới nhà lầu này đây. Ừ. Bắt dù. Nó. Chú nghĩ chú tự đi rồi. Ok ok. Ủa đi ta đang. Ủa shit ta đang hâu tận 3 thằng bên này đi ông ơi. Yo, để chun. À, Minh à, Inh à. Ủa vô. Yo, như kiểu một con sổ cú bầu anh em. Chung mà cái đấy là. Cái đấy là. Cái bet thứ 3 của tôi rồi đấy. Ô. Anh hét đúng cái lúc mà thằng Red nó rớt xuống luôn ý. Hơ. Ôi, cái gì ạ? Hơ. Ôi. Ôi, này. Chiêu, chiêu, chiêu. Yo, đây không phải là âm thanh của sự hoảng loạn đấy. Bro. Careful, be careful. Ai sợ tâu đó. Ok. Và đó chính là hai cái resort bạch. Tạm biệt mọi người nhá. Mọi người nhớ vào kênh mình. Các bạn nhớ nhấn subscribe nhá các bạn nhá. Các bạn chỉ cần biết mình là Hiếu Gamer. À nhớ Halo VN là được rồi nhá. Và cảm ơn anh em đã xem hết video này nhá. Thì ai sẽ trúng được cái giải thưởng trong cái event làm resort bạch này thì mình sẽ thông báo ở trong kênh Discord. Yes sir. Và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe và đừng quên like và chia sẻ để mình có thể động lực làm những video hay hơn như này nhá. Thì chúc anh em có một mùa Giáng sinh vui vẻ bên gia đình và người thân. Ok nha anh em. Bye.